Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của xship.vn. Đây là một số kênh thông tin của chúng tôi. Trong video này xship.vn sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Citizen, một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Và đầu tiên thì mình sẽ nói sơ một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết. Thì trong quá khứ khi mà xu hướng chủ đạo của đồng hồ di động là đồng hồ bỏ túi nhập khẩu thì chiếc đồng hồ bỏ túi tại Nhật Bản đã được phát triển vào năm 1924 bởi người tiền nhiệm của Citizen là Viện Nghiên cứu Đồng hồ Shokosha và đã trở thành các sản phẩm đầu tiên của Citizen. Chiếc đồng hồ đầu tiên này của thương hiệu được đặt tên là Citizen bởi bá tước Shinbei Goto. Ông là thị tưởng Tokyo vào thời điểm đó với hy vọng rằng là nó sẽ được người dân yêu thích trong một cái thời gian dài. Sau đó thì tên của chiếc đồng hồ đầu tiên này đã được đổi thành tên của công ty luôn Và đến năm 1930 thì Citizen Watch Corporation đã được thành lập Kể từ khi thành lập vào năm 1918 thì dựa trên cái khẩu hiệu là Best star Now Tức là bắt đầu tốt hơn ngay bây giờ Thì thương hiệu Citizen đã luôn nghiên cứu và phát triển các khả năng của đồng hồ Chẳng hạn như là công nghệ quan điện đầu tiên trên thế giới Echoride Mà đồng hồ sống vô tuyến vệ tinh tiên tiến Citizen cũng đã kỷ niệm 100 năm thành lập vào năm 2018 để tiếp tục mở ra tương lai rực rỡ của ngành chế tác đồng hồ. Đó là những cái thông tin tổng quan ngắn gọn nhất về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết nhé. Còn bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay nằm bên trong hộp. Bên ngoài chiếc bóc chính thì chúng ta sẽ có một cái lớp bìa giấy màu đen như thế này, mình sẽ lấy ra luôn nha. Đeo vào tay thì nó hơi trơn một chút xíu. Đó, các bạn, bìa giấy được thiết kế khá là giống phần bóc bên trong bên trên bóc chính thì chúng ta sẽ có một cái lớp trần bông này rất là êm luôn và tên thương hiệu sẽ nằm ở trung tâm chiếc đồng hồ sẽ được cố định ở phần trung tâm bóc với một chiếc gũ rất là lớn như thế này phía dưới chúng ta sẽ có một sách hướng dẫn đến từ thương hiệu các bạn nha rất là mỏng và nhỏ gọn thôi bây giờ mình sẽ đi đến như chính luôn đây các bạn sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100% phần trăm hoàn hảo luôn các bạn nguyên siêu nhé tất cả các chi tiết đều trong trạng thái vô cùng mới luôn và mẫu Citizen ngày hôm nay sẽ có tên đầy đủ là Citizen EcoRide Main Watch với mã sản phẩm là BV1119 gạch 81E sử dụng của máy EcoRide Caliber B690 đến từ chính Citizen và phía sau tác thì chúng ta sẽ có tên thương hiệu thôi một chi tác rất là nhỏ gọn và đơn giản ha còn bây giờ mình sẽ đi đến chi tiết hơn về sản phẩm này. Thì chi tiết đầu tiên mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là về đường kính. Đường kính cho mẫu đồng hồ nam ngày hôm nay sẽ là 40 mm, nó sẽ thích hợp với những bạn nam có cổ tay khoảng tầm 16 cm lên tay sẽ cực kỳ tuyệt vời. Độ dày ở mẫu này sẽ là 11 mm, một cái độ dày tương đối trung bình trên các mẫu đồng hồ nam như thế này. Về phần mặt kính chúng ta sẽ có là kính khoáng dạng vòm như các bạn có thể thấy nó sẽ nổi bật trên phần mặt số đồng hồ luôn, tạo nên cái độ nổi khối và chiều sâu hơn cho phần mặt số. À, nó tăng cái vẻ đẹp hơn rất là nhiều cho một sản phẩm của chúng ta và kính khoáng hay còn gọi là kính cứng đây là loại kính cường lực được làm từ chất liệu thủy tinh vôi à, kính khoáng thì có độ cứng kém hơn so với kính sapphire cho nên nó dễ bị trầy xước hơn nhưng mà bù lại nó lại có lợi thế là dễ dàng đánh bóng lại như mới đối với những cái vết trầy nhẹ như xước chỉ kim hoặc là xước lông mèo và chúng ta không nên lạm dụng cái vết đánh bóng này cho những cái vết trầy sâu và nặng hơn nhé nó sẽ tạo nên những cái vết lõm ở trên phần mặt kính rất là mất thẩm mỹ luôn nên các bạn cần phải lưu ý vấn đề này về mặt số bên trong chúng ta sẽ có một cái tông màu đen rất là sang trọng Cũng như là cái nét nam tính mạnh mẽ đã thể hiện rất là nhiều qua cái tông màu này Cùng với đó là những cái họa tiết siêu xe rất là tinh tế như là vô số các đường tròn đồng tâm tỏa ra từ trung tâm như thế này mà sẽ thấy nè khi mà các bạn nghiêng chiếc đồng hồ của chúng ta ở các góc nhìn thì các sẽ thấy được những cái vòng tròn này rất là đẹp luôn tạo nên cái nét cuốn hút hơn rất là à, phải nói là rất là ưa nhìn luôn các bạn sẽ khiến chúng ta lúc nào cũng muốn nhìn vào cái phần mặt sổ của chiếc đồng hồ về thiết kế cọc số em thấy là rất là cổ điển nó dạng cọc đơn riêng cọc số 12 giờ đây là cọc số quan trọng nhất sẽ là dạng cọc đôi các bạn nhé bộ kim chức năng là chúng ta vẫn được trang bị đầy đủ ba chiếc năng chính là kim giờ phút và dây riêng chiếc kim dây chúng ta sẽ có một cái mặt số phụ hay gọi là một sub dial nằm riêng biệt ở góc 6 giờ ở việt nam chúng ta thì thường gọi là kim dây rốn À, trong tiếng Anh thì trong ngành chế tác đồng hồ thì họ gọi là small second tức là kim dây nhỏ nó sẽ nằm ở góc 6 giờ như thế này và bên trong chúng ta sẽ thấy tên bộ máy luôn Ecoray tên thương hiệu thì vẫn được đặt ở góc 12 giờ đây là góc đẹp nhất của mẫu đồng hồ và để tăng thêm cái tính đa dụng cho mẫu sản phẩm thì Citizen có trang bị chúng ta một cái ô cửa sổ lịch ngày nằm ở góc 3 giờ truyền thống nè với nền màu đen và chữ số màu trắng cũng tương đối là dễ đọc tuy nhiên thì theo đánh giá cá nhân của mình thì cái ô cửa sổ này nó có kích thước tương đối nhỏ các bạn nha à, chúng ta cần phải nhìn kỹ một chút xíu thì mình có thể thấy rõ được chữ số trên phần cọc số như là bộ kim thì chúng ta đều sẽ có một cái lớp phủ dạ quang hỗ trợ quan sát trong điều kiện thiếu sáng khá là tốt để sử dụng tốt nhất cái lớp phủ này các bạn cần phải phơi nắng với đồng hồ chúng ta dưới trời nắng trực tiếp của ánh sáng mặt trời khoảng tầm 15 đến 20 phút và khi các bạn di chuyển vào nơi có ánh sáng kém thì nó sẽ phát huy công dụng rất là rõ ràng thôi sáng lên rực rỡ cho bạn đọc thời gian một cách nhanh nhất và chính xác nhất về vật liệu hoàn thiện bên ngoài chúng ta sẽ có là khung vỏ nè viền benzene cũng như là dây đeo tất cả đều sẽ là thép không gỉ 316L đây là một loại thép chuyên dụng để sản xuất đồng hồ và nó có tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển ngoài là các chất lỏng có tính axit như là mồ hôi ở à bên cạnh đó thép 316L nó cũng chống lại được một số cái đặc tính từ tính nữa tuy nhiên thì khả năng đó nó thực sự chỉ quan trọng trên các mẫu đồng hồ sử dụng máy cơ khí mà thôi còn đối với các mẫu sử dụng pin như thế này thì chúng ta cũng không quá quan tâm cho cái vấn đề này nhé chế tác đánh bóng sẽ được sử dụng khá là nhiều trên sản phẩm như toàn bộ phần khung vỏ nào vành benzen đều sẽ là chế tác đánh bóng cũng như là hai chỉ giữa của dây đeo tạo nên cái nét bóng bẩy sang trọng hơn và các hiệu ứng bắt sáng rất là đẹp mắt khi chúng ta di chuyển cổ tay ở các góc nhìn khác nhau và thu hút được rất là nhiều ảnh nhìn xung quanh Phần nấm vặn chính cũng được thiết kế tương đối hài hòa trên xe mặt khiêm à, tốn 40 mm dành cho nam như thế này. Mặt nấm chúng ta vẫn sẽ có chế tác đánh bóng nè. Về phần dây đeo sẽ là thiết kế với dạng 5 chỉ truyền thống, chúng ta sẽ có hai chỉ giữa với chế tác đánh bóng và ba chỉ còn lại sẽ là chế tác phay xước à, mang lại cái nét nam tính mạnh mẽ hơn trên cổ tay của nam giới. Bề khóa thì chúng ta sẽ được sử dụng khóa gập với chốt bấm rất là an toàn các bạn thấy này, chốt bấm này rất là tiện lợi luôn. Đó, và trên mặt khóa chúng ta sẽ có tên thương hiệu Citizen tuy nhiên thì họ dán siêu và cái phần giấy này nó đã che mất cái chi tiết này rồi thiết kế mặt đáy thì vẫn rất là quen thuộc thôi giống như mọi khi một thiết kế đáy kín ha và chúng ta sẽ có tên thương hiệu Citizen nè rồi tên bộ máy Ecoride Japan Movement Stainless Steel là vật liệu thép không gỉ các bạn nha. Khả năng kháng nước mẫu này sẽ là 53 tức là 50m nè và sau cùng là số seri cũng như là tên bộ máy B690 được thể hiện ngay phía dưới này luôn. Thì các bạn thấy là số seri, đây giống như một cái mã định danh cho mỗi chiếc đồng hồ Citizen sẽ không mẫu nào giống mẫu nào nha. đó là những cái chi tiết mình đã chia sẻ đến cho các bạn rồi thì cũng được nhà cung cấp họ khác ở bên dưới phần mặt đáy này luôn. Rồi, nói một chút xíu về công nghệ Eco-Drive thì công nghệ cry là một cái công nghệ độc quyền của citizen thân thiện với môi trường sinh thái của chúng ta À, đồng hồ Ecoride thì nó hoạt động bằng năng lượng từ bất kỳ nguồn sáng nào cả tự nhiên và nhân tạo. Năng lượng này được sạc khi đồng hồ tiếp xúc với ánh sáng và khi được nạp đủ năng lượng thì đồng hồ có thể di trì hoạt động trong điều kiện thiếu sáng rất là lâu từ 6 đến 8 tháng. năng lượng sẽ được tích trữ trong một cái viên pin đặc biệt và có tuổi thọ rất là lâu luôn nha các bạn lên đến 6 đến 10 năm à, và bạn sẽ không cần phải thay pin thường xuyên do đó thì hạn chế được có lượng pin thải ra môi trường à, rất là khổng lồ luôn đó chính là cái lợi thế rất là lớn đến từ những cụ máy sử dụng năng lượng ánh sáng như thế này à, đặc biệt là Eco ride ha và qua cái góc quay các bạn cũng thấy đó sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay mới 100% không hề có dấu hiệu cấn móp hay là trầy xước trên phần khung vỏ này phiền benzene mặt kính cũng như là dây đeo tất cả các chi tiết đều trong trạng thái vô cùng hoàn hảo mới 100% luôn và đó cũng là những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm đồng hồ ngày hôm nay cũng như là những cái chia sẻ của xship.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu đồng hồ Citizen nói chung cũng như là mẫu Citizen Ecoride dành cho nam ngày hôm nay nói riêng hiện tại tại xship.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng nè màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất là nhiều thương hiệu đến xship.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ và cam kết các sản phẩm tại ship.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.